Nặn lá sen thật là êm ái, êm ái. Ơ kìa, các bạn ơi, giọt nước bé nhỏ này ở đâu tới đây? Bạn ấy tới đây bằng cách nào? Phù, bạn sen hồng ơi, giọt nước ấy là của tôi đấy. Chính tôi đã thổi giọt nước ấy đến đây. Bèo giạt mây trôi, không phải đâu, chính mây tôi đã mang giọt nước ấy đến đây chứ. Giọt nước ấy là của tôi. Các bạn nói sai hết rồi. Tôi là mưa, tôi sinh ra giọt nước ấy chứ. Các bạn xem, giọt nước ấy có giống tôi không? Của tôi, của tôi, của tôi, giọt nước ấy là của tôi. Ô la, ô la, các bạn ơi, tôi là của tất cả mọi người, thật đấy. Giọt nước nói đúng rồi, bạn ấy là của tất cả chúng ta. Khi mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống, thì giọt nước bốc hơi bay lên tạo thành mây. Bạn gió đưa mây đi khắp nơi, gặp không khí lạnh, mây biến thành mưa. Những giọt mưa rơi xuống, có hạt rơi vào chiếc lá của bạn sen hồng. Thế hả ông? Thế ạ? Thế hả ông? Chúng cháu cảm ơn ông mặt trời đã cho chúng cháu biết được sự tuần hoàn của những hạt mưa và biết được giọt nước là của ai rồi. Chúng cháu cảm ơn ông ạ. Ồ la, ồ la. Vậy từ lần sau, khi không hiểu điều gì, các bạn hãy hỏi nhau, hỏi cô giáo, hỏi người lớn, chứ không nên cãi nhau như vậy các bạn nhé. Vâng vâng, vâng vâng, chúng tôi biết lỗi rồi bạn ạ. Ồ vậy à, vậy thì ông sẽ thường cho các cháu ngoan một chuyến đi chơi cùng với những giọt nước và những hạt mưa này nhé. Dạ vâng ạ, chúng cháu cảm ơn ông ạ. Cho tôi đi làm mưa với. Vở kịch giọt nước của ai đến đây là hết rồi. Thân ái chào các bạn.